Trong trận đấu với Malaysia, Tấn Trường cũng đã có những tình huống phản xạ rất tuyệt vời. Và vừa rồi thì một lần nữa phản xạ của Tấn Trường đã giúp chúng ta tránh khỏi một bàn thua. Ngay cả khi hành trình tới UAE lần này có thể sẽ kết thúc với một thất bại, nhưng đây vẫn là nơi lưu giữ những cột mốc rất đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Những cột mốc mà chúng ta có được ở Asian Cup 2019 với những chiến thắng trước Yemen, đặc biệt là chiến thắng trước Jordani, và sau đó là màn trình diễn xuất sắc trước đội bóng hùng mạnh Nhật Bản. Và giờ đây chúng ta có thêm một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai của World Cup. Minh Vương, vẫn là Minh Vương rất nhịp nhàng. Điện lên! Điện chúng ta mong chờ, điều chúng ta chờ mong cuối cùng cũng đã đến. Tiến Linh lần thứ hai đánh bại UAE ở chiến dịch vòng loại này. Phải là như vậy, kể cả có thua đấy chăng nữa, tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một bàn thắng để mang lại niềm vui cho các cổ động viên. Tiến Linh vẫn tỏ ra có duyên để ghi bàn vào lưới UAE. Các bạn hãy cùng thưởng thức lại màn thêu hoa rệt gấm này của đội tuyển Việt Nam. Minh Vương, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Linh. Một loạt những tình huống phối hợp nhanh, nhuyễn và xuất sắc được kết thúc bằng cú chạm bóng tinh tế của Tiến Linh. Quá hay! Một pha phối hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Nếu như chúng ta được chứng kiến bàn thắng này của Tiến Linh trong hiệp 1 thì tốt biết mấy. Bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh trong chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam. Và đúng như huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói, Tiến Linh đang thực sự là một trung phong mang đến rất nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Sau rất nhiều những lời than phiền về việc ông khó lòng có thể tìm ra những chân sút tốt khi mà những câu lạc bộ tại V-League vẫn đặt niềm tin nhiều vào các ngoại binh. Duy Mạnh đã rời sân để nhường vị trí cho Văn Toàn. Văn Toàn bị phạm lỗi. Trong trận đấu ở Mỹ Đình thì Văn Toàn mang áo số 14. Chiếc áo số 9 khi đó được trao cho Hùng Dũng. Có một câu chuyện cảm động giữa Hùng Dũng và huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là khi Hùng Dũng gặp phải chấn thương và phải vào trong bệnh viện, thì khi hai thầy trò gặp nhau trong bệnh viện, huấn luyện viên Park Hang-seo và Hùng Dũng đã hẹn gặp nhau ở vòng loại thứ 3. Và chúng ta đã làm được, chúng ta đã có mặt ở vòng loại thứ 3 rồi. Khi chúng ta đã nhận những bàn thua thì điều mong muốn lớn nhất là một bàn thắng ở trận đấu này. Và đến lúc này chúng ta đã có một bàn thắng và nó được ghi theo một phong cách mà chắc chắn là những người khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng. Những phẩm chất tốt nhất của bóng đá Việt Nam, của những cầu thủ tham gia vào tình huống đó đã được thể hiện. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Lee Jung-jin trong hiệp 2 đã mang đến những hiệu quả và sự tươi mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh thì vẫn cho thấy nếu đưa bóng cho anh trong vòng cấm thì anh vẫn luôn biết cách để mang về những bàn thắng cho người hâm mộ. Và đây là quả đá phạt góc. Đánh đều! Dứt điểm! Cú đá của Minh Vương. Minh Vương đang cho thấy sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí. Mặc dù với chiều cao không ấn tượng, tuy nhiên Minh Vương vẫn biết cách để lựa chọn những vị trí và thời điểm để thực hiện tình huống dứt điểm.
Cầu thủ chúng ta đã rất nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của các cổ động viên, những người hâm mộ đã thức đêm để theo dõi trận đấu này và mang về một bàn thắng để mang đến những niềm cảm hứng cho chúng ta. Đương nhiên là các cổ động viên của chúng ta đang có một niềm cảm hứng tuyệt vời rồi, bởi đây là một cú bóng lịch sử đối với bóng đá Việt Nam. Khi Minh Vương vào sân và là một trong những nhân tố quan trọng trong tình huống ghi bàn của Tiến Linh, nó cũng cho thấy rằng chất lượng đội hình của Liên Park Hang Seo lúc này là rất tốt. Hồng Duy, Quang Hải, pha phối hợp giữa Quang Hải và Minh Vương thực sự là rất hay. Trước khi Minh Vương thực hiện cú chọc khe xuất sắc để Tiến Linh băng xuống và dứt điểm thành công. Hoàn toàn. Chúng ta vẫn đang chờ đợi những pha đi bóng tốc độ của Văn Toàn. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của cuộc đối đầu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Việt Nam. Những gì mà chúng ta đã thể hiện trước Indonesia, trước Malaysia đã cho thấy một cái quá trình chuẩn bị phải nói là rất tốt, dù đội bóng đã trải qua một quãng thời gian dài gần một năm rưỡi không có những trận đấu chính thức. Thực tế thì đội bóng cũng đã chuẩn bị những kịch bản rất kỹ cho trận đấu ngày hôm nay, nhưng phải nói là chúng ta đã không có được sự tập trung tốt nhất ở những giây đầu tiên của khoảng thời gian sau cooling break, và kế hoạch đã bị phá sản với bàn thua ở khoảng thời gian đó. Còn trước đó thực sự đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt, những ý đồ phòng ngự được thể hiện rõ ràng. Những gì đã diễn ra ngày hôm nay cũng là một bài học bổ ích cho hành trình vòng loại phía trước được dự báo là rất gian nan và khó khăn. Một đường chuyền dài, bóng hướng vị trí tới vị trí của Văn Toàn. Đội bạn lúc này có lẽ cũng không muốn đẩy kịch tính của trận đấu lên cao hơn nữa. Họ đang chủ động chơi chắc chắn và thấp bên phần sân nhà để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Thêm một đường chuyền hay nữa, Công Phượng. Lỗi việt vị. Một tình huống rất nhạy cảm. Cầu thủ màu số 23 bên phía đội bạn Abdallah đã vào sân. Chúng ta cùng thưởng thức lại cú đá đậm chất Brazil của Lima và tình huống cản phá xuất thần của Tấn Trường. Sự trở lại của Marcus, sự xuất hiện của De Lima đã thay đổi diện mạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bóng đá luôn có rất nhiều những kịch bản khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã có những phương án chuẩn bị có lẽ là hợp lý nhất ở hoàn cảnh hiện tại trước khi bước vào trận đấu này. Cơ hội! Văn Công! Văn Công! Dứt điểm! Wow! Đó là Minh Vương!
Minh Vương. Minh Vương quả là rất có duyên trong những trận đấu khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Minh Vương đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Thật tiếc là Minh Vương đã không vào sân sớm hơn. Chúng ta đang theo dõi lại những nỗ lực của Đức Huy. Và cú chạm bóng của Minh Vương thực sự là rất nhạy cảm. Đội tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt, khoảng cách giờ chỉ còn là một bàn. Nhưng quan trọng là tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc vì người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam, vì màu cờ sắc áo của những chàng trai áo đỏ. Đội bóng của chúng ta hiểu rằng việc trình diễn một màn thể hiện ấn tượng ngày hôm nay là một sự khích lệ lớn cho một chặng đường mà chúng ta sẽ đối diện với những đối thủ cực kỳ khó chịu ở vòng loại thứ 3. Và đội bóng đến lúc này đã làm rất tốt. Dù có thua đi chăng nữa thì điều đó cũng không còn quá quan trọng. Mà quan trọng là lúc này chúng ta vẫn đang thể hiện được một tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực đến những giây phút cuối cùng. Đó là điều đáng trân trọng nhất. Tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy tiếc với tình huống mà trọng tài không thổi penalty với Công Phượng khi Công Phượng bị một cầu thủ đối phương cản phá. Nhưng dù trận đấu này đã kết thúc rồi với chiến thắng 3-2 dành cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng nghĩa với việc đội bóng này giành được 18 điểm, giành ngôi đầu của bảng G. Nhưng đây vẫn là một ngày lịch sử, ngày 16 tháng 6 năm 2021 vẫn là một ngày lịch sử với bóng đá Việt Nam khi chúng ta tiến vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Và xin một lần nữa được nhắc lại, chúng ta thua một trận đấu nhưng thắng một chiến dịch.